Ừ, kéo lên cho em coi cái tay của chị á. Chà, cái này là bị ghẻ. Bên kia cũng vậy hả chị? Là toàn cơ thể mình luôn. À, vui chứ, vui mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm. Bây giờ con giống mày có tiền giờ mình muốn mua cái gì nè đầu tiên nè. Mua cái gì? Mua thật. Mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì bây giờ mới có gần 5 giờ sáng thôi mọi người, thì trời còn rất là tối luôn. Thì hôm nay là mình đang trên đường đi phát quà từ thiện cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở xã Trung Thành Đông, Vũng Liêm, Vĩnh Long nha cả nhà. Bây giờ mình đang đợi các chị ở trong nhóm của mình lên nữa là mình cùng nhau mình đi xuống Vũng Liêm nha, để mà tranh thủ mình phát quà cho bà con. Thì mấy hôm nay là trời mưa đó, nên là mình cũng hy vọng là hôm nay là sẽ phát mấy chục phần quà thì trời sẽ không có mưa nha. Chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là mình và tất cả mọi người là đi phát quà từ thiện cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long nha mọi người. Thì hôm nay là được sự tài trợ của chị Quỳnh, anh Minh và cũng như là tài trợ những cái phần quà. Sau đó là chị Tài là ở Củ Chi thì có tài trợ cho bà con những cái khẩu trang. Thì hôm nay là mình sẽ đi tới nhà của các hoàn cảnh khó khăn ở địa phương thuộc dạng hộ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nơi đây, thì mình sẽ gửi cho những cái bà con những phần quà, phần gạo, những rất là thiết thực, rất là cấp bách trong thời gian lúc này, là trong cái thời gian dịch bệnh thì cũng kinh tế cũng rất là khó khăn, thì bà con nơi đây thì thực sự là rất là cực khổ mọi người ơi. Thì cũng hy vọng là những phần quà này sẽ giúp được bà con phần nào những cái khó khăn, những cái trăn trở trong cuộc sống nha. Thì bây giờ mình sẽ mời mọi người vào bên trong để mà thăm những cái hoàn cảnh khó khăn, xem họ cuộc sống của họ như thế nào và sinh hoạt của họ là hàng ngày ra sao nha. Từ con vô, từ con gửi cho bà gạo với lại là mì cũng như là bánh cha bánh bánh ha bà. Dạ. Cái này ha. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Sáu mấy rồi. 60 mấy rồi. Bà hiện giờ bà đang sống với ai? Sống với mình. Con mình một à? Dạ. Người nhà của mình là cũng thuộc dạng hộ nghèo ở đây hả bà? Hộ nghèo ta cho nè. Dạ. Thì bà ở đây bà có làm gì không bà? Làm gì? Dạ. Hiện tại là bà đang bệnh gì bà? Bệnh mệt mệt hoài. Bệnh mệt mệt hoài hả bà? Đâu xã khám hoài. Dạ. Dạ thôi bữa nay con tới con gửi cho bà 25 kg gạo nè, mì gói nè, cũng như là bánh với lại là sữa đâu hả bà, cà phê đồ. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi thôi con bà giữ gìn sức khỏe nha, con xin phép con về nha. Dạ. Có mình bà năm á, chứ mình sáu gái mình nhâm tay không mà. Dạ. Sốc, coi vậy sốc khổ lắm mấy đứa. Dạ, dạ. Cháu có đường, cháu không cả con để đi thành phố đâu mà. Dạ. Hồi cách này chừng từng lễ nó ra, sáu ơi đi con gửi tiền gì cho sáu, thấy sáu bệnh gì về hoài, thôi con mừng cái đủ con mua gạo con ăn đi. Dạ. Thế nó ra hồi đi con cho sáu, thấy sáu nuôi con hồi nhỏ. Dạ dạ. Rồi thôi bà giữ gìn sức khỏe nha, con xin phép con đi nha bà. Con đi cũng khỏe lắm nha. Dạ dạ. Dạ, lâu con ghé con thăm bà nha. Rồi nhận khẩu trang đi rồi cứ ra đường mang khẩu trang vô nha. Bây giờ dịch bệnh rồi này kia rồi bây giờ cũng nguy hiểm lắm, mình mang khẩu trang vô nha bà. Giờ con về quá, con về. Dạ. Thân nha, lâu con ghé thì thăm sao chứ nhân con. Dạ. Hai em mới đứa con vậy nha. Ừ. Này thì mình đang tới một hộ cũng rất là sâu ở bên trong. Thì giới thiệu anh là đây là cũng mấy em là lâu cũng gọi là cái đoàn tiễn đi.
Dạ thì tụi con được biết hoàn cảnh gia đình của mình ở đây là cũng thuộc dạng hộ nghèo ở địa phương, cũng khó khăn đó, thì tụi con hôm nay là đại diện tới để mà gửi cho chú với lại là chị gạo với lại là những cái nhu phẩm cần thiết ở trong gia đình của mình nha. Dạ, cho con hỏi là chị đang mắc cái căn bệnh gì ạ? Mà nhỏ thì nó bệnh ghẻ, kêu mình kêu phỏng á. Dạ. Rồi trị rồi từ từ biết rồi nó cũng hết luôn tới giờ. Dạ. Còn lan rồi. Ghẻ phỏng hả chị? À, chị cho em hỏi là chị tên gì ạ? Tên Hiền. Chị Hiền ha. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30. 30 mấy rồi. À, chị cho có thể là cho em coi cái tay của chị được không? Ừ, kéo lên cho em coi cái tay của chị ạ. Chà, cái này là bị ghẻ. Bên kia cũng vậy hả chị? Là toàn cơ thể mình luôn. Thì có ngoài không có trong thì chỗ có hay không? À, cho em coi phía sau nha. Người thấy không? Rất là khó khăn, tóc của chị cũng vậy, cũng rụng hết rồi. Dạ, cho con hỏi là chú là ba của chị Hiền à? Dạ, cho con hỏi là gia đình của mình ở đây là làm lát hả chú? Rồi làm lát không? Dạ dạ rồi, thì cũng hôm nay là con tới con gửi gạo cho mình ha, cũng như là mì gói như sữa này, ngũ cốc này kia cho gia đình của mình ha. Dạ thì con cũng chúc chú với là chị có nhiều sức khỏe nha. Rồi giờ cũng cảm ơn mấy chú với mấy em đây nha, cũng chúc mấy em được nhiều sức khỏe với mấy chú, con được nhiều sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn chú nha, xin phép chú con về. Dạ. Tính ra đường khó đi ha, đường này khó đi ạ. Một hộ nằm ở bên trong rất là sâu. Mình không biết đường nào đi vô. Đường nào đi vô chú? Như cái cầu này nè chú ơi. Chu choa. Rồi đây sao đi ta? Cái không gãy nên nó đi được hả? Nếu mà đi thì đây lại có đường mòn chứ. Ngồi đi vô thì ghê quá, không được đó, đi đường vòng, đi đường vòng ghê quá. Thật sự là bây giờ mình đang đi vô thăm một cái căn nhà này ở bên trong, nhưng mà bây giờ mình không có biết cái đường vô, không biết đi đường nào. Có đường không chị? Thật sự là cái căn nhà này là không có cái đường vô luôn. Thì bây giờ mọi người thấy không, đây là cũng cỏ không mà đâu có đường đi đâu à. Vùng sâu vùng xa ở bên trong. À, chị có một người con bị bệnh tim. Là con của chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó mới có 3 tuổi mấy à. 3 tuổi mấy à? Là bị bệnh tim. À, chị hiện đang đi giúp việc nhà cho người ta ở ngoài chợ hả chị? À, rồi thì hôm nay tới thì em gửi cho chị gạo với lại là mì cũng như là những nhu yếu phẩm cần thiết ở trong nhà mình ha. Dạ, cũng như là gửi cho chị mấy cái khẩu trang để mà chị mùa dịch này nè, chị đi ra ngoài đường bịt khẩu trang vậy chị ha. Dạ, rồi, chị cảm ơn nha. Dạ, dạ. Rồi, xin phép chị em về nha. Dạ, mẫu giáo lớp 4. Hai thằng lớp 1 đi xuống nhà thờ chơi. Đúng cái tay vô cái hai ngón luôn. Đức. Vậy hả? Đâu cho chú coi coi. Sao mà mấy cái
trong nhà, cái hình hình nộm á. À. Cái hình ông già Noel á. Vậy hả? Rồi bị lìa hai cái tay ra luôn. Đứt lìa hai ngón luôn, ngón này người ta cứu được này đem lên bệnh viện. Dạ. Rồi người ta nó bị bầm dập hết trơn luôn, rồi người ta ta lấy đỡ đỡ lại được, giờ nó vậy luôn. Dạ dạ. Có tật luôn rồi tới giờ luôn á. Dạ. Con tên gì? Thịnh. Thịnh hả? Con tên gì? Con Hưng. Rồi đẹp trai quá. Dạ hôm nay bữa nay được mấy chị ở xã, mấy anh mấy chú ở xã đó có giới thiệu cái hoàn cảnh của anh chị là cũng thuộc dạng khó khăn ở địa phương, thì hôm nay là tụi em tới gửi cho mình là gạo với là mì cũng như là những cái nhu yếu phẩm cần thiết ở trong nhà của mình ha. Dạ cảm ơn. Dạ thì cũng gửi cho anh mấy cái khẩu trang nè cho gia đình của mình trong cái mùa dịch này, thì đi ra đường cũng nhớ bịt khẩu trang đồ nhanh ha. Dạ rồi bây giờ anh ra đây anh nhận quà giúp em nha. Rồi chúc anh chị nhiều sức khỏe nha, cố gắng lo cho hai đứa nhỏ đi học. Dạ. Dạ rồi. Cho quà. Vậy hả? Dạ dạ. Mừng quá con ơi. Dạ. À. Rồi bây giờ mình ra ngoài mình nhận quà nha. Dạ cảm ơn. Thôi ngồi đi. Dạ. Dạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 82 tuổi rồi. Trời ơi thấy bà còn khỏe mạnh quá bà ơi. Còn điếc bây giờ điếc không nghe. Không nghe thôi nhưng mà sức khỏe là còn tốt ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi bà ở đây với ai bà? Rồi con gửi cho bà cái khẩu trang nha. Giờ có đi đâu ra ngoài mình mang khẩu trang nha bà. Rồi với lại là tụi con gửi cho bà gạo nè, rồi mì gói nữa này, cũng là bánh nữa, sữa nữa. Cái này nữa hả? Thôi. Dạ. Cảm ơn trời ơi, cảm ơn nhiều anh. Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe nha. Được. Dạ, khỏe. Tụi con đi khi nào mà có đi ngang đây cái tụi con ghé thăm bà nữa nghe. Cảm ơn con chuột con nhiều lắm á. Dạ. Rồi nhận được quà bà vui không? Vui chứ, vui mừng dữ lắm á. Mừng dữ lắm. Dạ. 25 kg gạo nè, một mình bà ăn chắc lâu lắm á. Lâu lắm á. Dạ. Lâu dạ. Lắm từ hôm Tết cũng ta cũng có cho nữa đó, ta ăn tới giờ luôn chưa hết. Dạ. Hôm Tết á. Trời đất ơi. Ừ. Là vậy là lâu dữ rồi, tới giờ mà ăn chưa hết luôn. Dạ rồi thôi giờ bà giữ gìn sức khỏe nghe, tụi con về nha. Cảm ơn con ha. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm dạ. Ơn mấy đứa cháu. Bây giờ ăn ngày 4 bữa đi cho nó mau. Dạ bình thường ăn ngày sáng chiều, giờ mình ăn 4 bữa đi. Sáng trưa chiều tối đi. Ăn nhặt rồi cái ăn không có được nhiều nữa, muốn ăn cho nhiều mà ăn không được. Vừa gì đã vậy chú? Vừa chim. Chim hả? Ôi quá dữ luôn nè, chú cho nguyên một buồng dừa luôn. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn chú, xin chú. Dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Trời ơi, buồng dừa quá đã luôn. Rồi, chúc chú khỏe nha. Dạ. Dạ, bữa nay tụi em xuống thăm gia đình của mình ha. Dạ. Đây là ông xã của chị. Dạ. Yeah. Hiện tại là anh đang bị bệnh gì ạ? À có nghĩa là bị ung thư gan hả anh? Ôi vai sẽ qua ung thư gan. Dạ, qua ung thư gan. Rồi anh bị mấy năm rồi? Mấy tháng rồi. Rồi trước giờ anh đi điều trị ở đâu chưa? Có thì tại thành phố rồi gì đi trong cột kè luôn mất hơn. Dạ nhưng mà bây giờ là mình về nhà mình nằm chứ không có nằm bệnh viện nữa anh. Dạ về nhà nằm có thầy điều trị. Dạ có nghĩa là uống thuốc nam. Thuốc nam. À nhưng mà anh uống rồi thấy đỡ không?
cũng xịp luôn. Dạ. Rồi bây giờ anh thấy trong cơ thể của mình là như thế nào? Khỏe rồi, hồi lúc mà khỏe lúc mệt vậy. Dạ. Ở lúc mà những lúc mà lên bị mệt á, rồi lúc đó là triệu chứng nó như thế nào ạ? Nó ngang ngang ngực thì khó thở. Dạ. Rồi nó nhức mỏi luôn mình. Dạ. À, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta? 43 tuổi. À, 43 tuổi rồi. Dạ, thì tụi em hôm nay tới thì trước là thăm gia đình của mình, sau nữa là em đại diện em gửi những cái phần quà gạo mì cũng như là những cái bánh, những cái sữa ha cho gia đình của mình ha. Tụi em gửi cho chị với anh là gạo với lại là mì với lại là sữa nè ha. Dạ. Dạ. Anh chị được mấy người con? Hai đứa. Người con. Lấy thuốc cho cha nó. À, vậy là đứa lớn là bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi. À, 17 tuổi rồi. Dạ. Dạ thì hôm nay em tới thì trước thì em gửi quà, sau nữa em gửi cho anh là số tiền là 500.000 ha. Dạ, để anh là ăn uống đồ này kia cho nó có sức khỏe nha. Dạ rồi, chúc anh sức khỏe nha. Rồi bây giờ em xin phép anh em về, em còn đi phát cho nhiều cái hoàn cảnh ở địa phương của mình nữa. Tiếp tục mà mình đi vô thăm một cái hoàn cảnh ở sâu trong vườn thì mình phải lội bộ lên trong cũng hơi xa. Hậu này mấy khẩu nhân khẩu hả chú? Hai. Dạ. Đây là phía sau ở một cái căn chòi. Không có đường vô. Nay có đoàn từ thiện xuống gia đình với được cho quà rồi quay. Nói chung tôi cũng đại diện cho là chính quyền ấp Hòa Thuận trước là xin chúc sức khỏe là quý là anh chị là lòng hảo tâm xuống để là hỗ trợ cho những gia đình nghèo của ấp tôi. Đó là cái sự chân thành là rồi chúng tôi xin đại diện cho gia đình cảm ơn tất cả là quý anh chị đã có cái lòng này để sau này là hỗ trợ cho bà con để thoát khỏi cảnh khó khăn. Dạ. Mong là quý vị là mốt còn tiếp tục làm từ thiện cho các hộ khác cũng như các nơi khác là cũng như là ở đây vậy đó, được cái là vượt qua những khó khăn. Dạ. Rồi tụi con cũng cảm ơn chú rất là nhiều, được đã hỗ trợ tụi con dẫn đường tụi con đi đến những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy thì tụi con mới biết được những cái hoàn cảnh khó khăn ở địa phương mình. Thật sự nếu mà con không có cô chú vừa dẫn con đi thì con không biết đường đâu. Thì thật sự là thấy bà con ở đây cũng còn nhiều khó khăn quá. Dạ. Rồi con cũng chúc chú nhiều sức khỏe nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh em trong đoàn hết. Dạ. Ủa bà ở đây có mình hả bà? Bà kia. Nhỏ kia. Dạ. Nhỏ không biết nói nhỏ kia, còn này tôi ở với nó chứ. Dạ, cô là sao? Dạ. Dạ. Nó bị... Dạ. Nó không biết nói. Nó bỏ bà ăn mình hồi nào giờ. Dạ. Rồi cô đang làm gì phía sau vậy cô? Dạ, xe lỗi. Dạ, xe lỗi. Dạ. Hôm nay con với anh mấy anh chị đây thì cũng tới gửi cho cô gạo với lại là mì cũng như là những cái nhu yếu phẩm cần thiết ở trong gia đình của mình nha. Dạ. Dạ. Rồi cô làm một xe lỗi một ngày vậy được bao nhiêu tiền? Ngày 100 mấy rồi bỏ tiền lát rồi cũng còn cũng 50-70 rồi cháu. Dạ. Đi lát mình mua. À. Rồi mình lời thì theo lấy lát nhà thì lời ngày cũng được 100-100 mấy lát mua. Dạ. Cũng nhiều hơn nữa còn mình hơn nữa. À dạ. Rồi. Thu ơi. Con. Thu à. Con có gửi cô mấy cái khẩu trang nha. À. Nhà cô hiện tại là mấy người? Nhà tới 5 người luôn. 5 người hả? Ừ, còn dạ. Hai nữa. 7. Thu ơi. Lấy dừa chặt dừa uống con. Chặt cho mấy bác ngượng canh trái đi. Có dừa sẵn ở dưới bắp. Dạ. Chặt đi con. Con gửi cho bà 7 cái khẩu trang nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn mấy cháu nhiều nha. Rồi con xin phép bà con về nha. Ừ, đi qua uống với gì. Dạ. Dừa chim đi lấy thảo. Bữa nào con xuống chỉ con xe lỗi nha.
ở đây những cái thùng, những cái lu lu chứa nước ở nhà này cả nhà, nhìn để mà chứa nước sinh hoạt. Chưa bà? Vừa sim hả bà? Dạ, trời ơi, con cảm ơn nha. Dạ, trời ơi, vừa quá trời vừa rồi, nguyên một bao luôn. Uống vừa mà lấy thảo với gì? Dạ. Rồi thôi con về nha. Tiếp theo thì mình đi thăm hoàn cảnh của một gia đình. Thì gia đình này là của chú Sử. Thì chú hiện đang mang trong người rất là nhiều căn bệnh, cũng như là vợ chú cũng bệnh. Và con trai của chú thì hiện tại là đang bệnh chất độc màu da cam. Thì một cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình trước là thăm gia đình, sau nữa là mình tặng quà cho chú, cũng như là coi coi sức khỏe của chú hôm nay như thế nào nha. Nay khỏe không chú Sử? Dạ. Bữa nay cô đâu chú? Dạ. Mới vòng vòng đây nè. Đây là gia đình của chú Sử thì bắt tay hen. Rồi bắt tay. Mấy nay khỏe không? Khỏe ha. Nhớ không? Không có vô thăm lần người nhớ không? Nhớ ha. Trời ơi, bữa nay vô bắt tay nữa ta. Bắt tay cái nữa đi. Bắt tay cái nữa đi. Rồi qua ngồi ghế. Trời ơi bữa nay nay khỏe dữ vậy ta. Dạ rồi mấy nay chú đưa có đi khám bệnh lại không chú? Dạ 14 ngày đi lần. Chú nói lại là chú bệnh gì ạ? Tắc nghẽn phổi. Dạ. Với trên bao gạo không đó? Tắc nghẽn phổi với lại là cô thì bị ung thư thì tiểu đường rồi hiện tại là cháu đây là bị chất độc màu da cam. Dạ yeah. Cháu năm nay là bao nhiêu tuổi rồi vậy chú? Năm nay 18 tuổi rồi. 18 tuổi rồi nhưng mà cũng hơi bị không được như bao đứa trẻ khác. Nó có gì đâu. Dạ yeah. Mấy nay cô khỏe không cô? Khám về chứ mày nó đường lên nó mệt quá trời. Dạ yeah, bị tiểu đường ha. Dạ rồi uống thuốc đồ có thấy đỡ không? Thì cô uống mà nó xuống thì đỡ, còn nó không xuống thì nó mệt. Dạ thì con tới gửi cho cô với chú mấy cái khẩu trang nha. Dạ với lại là gửi cho chú gạo với lại là mì ha. Dạ dạ bữa nay con tới con thăm đây gạo. Hôm đó đi tới khám nay bữa thứ hai á. Dạ rồi về đường lên cái nó mệt quá trời mệt. Dạ dạ rồi thôi cũng cô chú cũng dán giữ gìn sức khỏe nha. Dạ thì khi nào con có dịp thì con tới con thăm nữa. Hôm nay con tới thì con cũng đại diện con gửi gạo mì cũng như là sữa với lại là bánh trái nha. Dạ rồi thôi về nha, bữa nào gặp lại bắt tay nè. Rồi khỏe nha. Rồi tội nghiệp hết sức không, ôm cái gối ha. Đục đục đi chơi không, ra bể vũ không? Không hả? Nghiệp quá, bị giờ chất độc màu da cam. Dạ. 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 Rồi nói chứ về nha. Bữa nào gặp tiếp ha. Rồi bye bye. Bye kìa nữa kìa. Đây đây nè, bên đây nó giống nhau nè. Ngầu quá, bữa nay thấy ngầu quá, bữa nay là thấy chịu nói chuyện rồi, lúc trước là không có chịu nói chuyện. Rồi bye bye nha. Ủa cái chân bà bị sao vậy bà? Té lâu rồi hả bà? Dạ. Rồi bây giờ bà đi bằng cái nạn vậy ha. Dạ. Dạ. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Tao 70 mấy rồi. 70 mấy rồi. 74. Dạ. Thì hôm nay con tới con gửi cho bà gạo với lại là mì ha. Dạ. Dạ. Dạ dạ rồi thôi con cũng xin phép con đi nha, con rồi, còn đi nhiều cái hoàn cảnh nữa đó. Dạ bà cụ lớn tuổi rồi, bà đi không nổi rồi. Dạ ra nhận con gạo nghe bà, con tới hôm nay con gửi gạo cho bà nha. Dạ dạ cái gạo con ở đây nè. Dạ
À, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết nhiêu nữa. Không biết nhiêu tuổi. Bệnh nhất rồi. Dạ, thôi bữa nay con tới con gửi gạo nè, với lại là mì cũng như là bánh trái cho bà nghe. Dạ. Cảm ơn. Dạ dạ. Rồi thôi con đi phát nhiều hộ nữa. Thì bây giờ con xin phép bà con về nha, con đi nha. Dạ anh ơi, hôm nay em tới em gửi cho anh gạo, quà cũng như là những vật dụng cần thiết cho gia đình của mình ha. Dạ. Cho anh hỏi, cho em hỏi là anh ở đây với ai? Hai chồng với hai đứa con. Hai đứa con, thì vợ con anh đâu? Đi về ngoại hết rồi. Dạ. Dạ thì được biết anh gia đình của mình ở đây cũng thuộc dạng khó khăn ở địa phương đó, thì hôm nay em tới em gửi cho anh quà ha. Dạ cũng hy vọng là những phần quà này sẽ giúp anh phần nào những cái khó khăn trong cuộc sống hiện tại ha. Dạ rồi, chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi, tại bây giờ em cũng còn đi rất là nhiều hộ ở địa phương mình nữa, nên em có mấy tranh thủ sợ chiều trời mưa ha. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con giống ai? Giống cháu ngoại tôi quá trời giống. Giống cháu ngoại bà hả? Ừ. Dạ. Không phải cháu ngoại. Dạ bữa nay con tới con thăm bà nè. Rồi con gửi cho bà mì ha. Ừ. Dạ, đeo con xách vô cho, con xách vô cho. Để mì với lại là gạo. Giống cháu ngoại tao. Giống cháu cố ở Bình Dương á. Dạ. Có chừng phải nó không? Phải không nghe. Có chừng cháu thất lạc nghe. Rồi, bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Tám mấy rồi. Thôi bữa nay con tới con thăm, con gửi gạo nè, mì rồi sữa rồi cho bà nha. Rồi con gửi cho thêm cho bà cái khẩu trang nữa, khi nào mà có đi ra ngoài mang khẩu trang đồ vô nha bà. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Rồi con xin phép bà con đi nha. Dạ. Giống cho cố thiệt chứ giống con thôi. Dạ giống cháu cố à. Dạ dạ. Đi đâu cũng nhớ nó à. Đây là cả đầu mình đang đi nhưng mà hiện tại là trời cả đầu mình đang đi nhưng mà hiện tại là trời đang mưa rất là to luôn. Thì bây giờ mọi người đang đục mưa nè, mọi người đang đục mưa, đang đục mưa ở trong, mưa quá, mưa quá. Đây là căn nhà của bé Thùy Dương. Dạ. Đây là mình đang đi vô nhưng mà đang mắc mưa, đang vừa vô tới nhà của bé thì đang mắc mưa. Dạ, cho em hỏi là chị là mẹ bé. Dạ. Cho em hỏi là bé là em thấy là hình như là mắc cái căn bệnh là bại não đúng không ạ? Dạ. Cho em hỏi là lúc trước là em được biết là bé lúc mà song sinh. Nhưng mà sinh trước tháng đúng không ạ? Chưa đủ tháng. Dạ, cứ là sinh chưa đủ tháng là lúc mà sinh ra thì bé bị bại não tới bây giờ luôn. Tới giờ luôn. Dạ. Không đứng lên được luôn. Dạ. Con nghĩa là chỉ ngồi thôi, mà lúc mà nằm thì có thể là ngồi dậy được không? Nằm ngồi được vậy được, nhưng mà nó không đứng chừng được. À, không đứng chừng được. Rồi mình nói chuyện được không? Nó nói chuyện nó cà lăm. À, có nghĩa là kêu tên ba mẹ được không? Được. À, dạ. Giờ giống như là mình nói chuyện là bé nhận thức được đúng không chị?
À, rồi năm nay là bé là 22 tuổi đúng không chị? 23 tuổi rồi. À. Rồi nó miệng nó không bệnh thôi, nó bệnh là nó bị rung á. Nó bị gân á. Dạ. Bị gân, bị rung. À, vậy thì trước giờ thì anh với chị là có đưa bé đi điều trị ở đâu không? Có. Đi ở thành phố biết rồi, ở thành phố người ta kêu thôi. Đi về huyện đi. Chứ bệnh nó là chị tính 5 năm năm á, cũng như người ta nói vậy á. Dạ. Và xuống Trà Vinh cũng cả năm mà cái bị xe quẹt á. Bây giờ nó ra ngoài đường nó thấy xe là nó sợ nó bị giật. Dạ. Rồi không có đi trị được. Dạ. Rồi giờ phải ở nhà. À, vậy ở nhà như vậy. Rồi bé có đi tập vật lý trị liệu không? Không có. Cũng không. Như nó bị dậy á, rồi lần chở đi trần thân vậy đó. Dạ. Rồi anh chị ở nhà làm gì? Ảnh đi bằng thợ mộc. À, thợ mộc của chị làm anh nội chở ở nhà ha. Ừ, ở nhà vậy đó, rồi giữ nó với có đứa em đi học vậy đó. Dạ, dạ. Dạ, hôm nay thì em tới em gửi cho mình gạo với lại là những cái phần quà cần thiết trong gia đình của mình ha. Bây giờ chị lên trên nhận quà giúp em nha. Dạ. Dạ, lên thăm bé. Chị ngồi vậy thôi hả chị ha? Dạ. Đỉnh hoài, công nghiệp quá. Năm nay bé 22 tuổi rồi nhưng mà tay chân rất là nhỏ. Cầm nắm thôi, cầm nắm tay anh coi cầm nắm được không? Rồi, làm chắc lắm luôn. Ừ, cầm gung. Nó ngồi cái nó sợ té. Dạ. Gung nè. Chân của cái tay của người ta thì hẳn là được cái tay của nó là ấy gì đâu không à. Dạ. Ngồi gung nó sợ té. Dạ, công nghiệp quá. Trời. Con tên gì? Gán nói mà nói không được ha, gán nói mà nói không được. Dạ. Ừ. Công nghiệp quá. Tên gì? Tên Thì Dương. Thì Dương, đúng rồi. Dạ. Dạ. Hôm nay thì em tới em có gửi gạo nè cho gia đình của mình nha. Dạ. Hay quá. Dạ, dạ. Chị này chị gì? Không. Hay vậy ta. Chị này chị gì? Không. Không nha. Không nha. Chị Tú. Nói lại đi. Dương nói lại. Chị Tú. Chị Tú. Tôi. Tú. Rồi. Chị Minh. Chị Minh. Chị. Chị. Chị mà. Rồi. Rồi nè. Chị Trâm. Chị Trâm. Chị. Trâm. Chị Trâm. Giỏi. Nè, giờ lại nói Phan Nhung, nói Phan Phơ cô Nhung, bây giờ nói cô Phi Nhung này. Cô. Cô. Phi. Cô Phi Nhung. Rồi, giỏi hay quá. Hay quá. Rồi bữa nay tới cho gạo, cho quà có vui không? Có. Có hè, vui nha. Rồi nắm tay nha. Ngốc là ghé thăm nữa nha. Em cảm ơn. Ừ. Tao Dương cảm ơn. Cảm ơn rồi. Nói đi cơ. Thôi khó nói lắm, cái này khó nói lắm. Bây giờ lớn lên rồi có ước mơ gì không? Ước mơ gì nè Dương? Ước mơ gì? Ước mơ muốn làm nghề gì? Hay là muốn làm gì không? Chắc nhìn cái nhà mới, muốn cất nhà mới gì? À, có nghĩa là muốn xây lại cái căn nhà mới đúng không? Cái nhà của mình là bị dột rồi đúng không? Không có ngủ được phải không? Nghiệp không? Trời ơi. Đây nè, đây là cái căn nhà của bé nha cả nhà ơi. Thì trời mưa thì rất là dột, thì cũng không có dột nét hết rồi, cũng không có lành lặn đó. Đúng rồi, cái nền đất nha mọi người. Đây, tội nghiệp lắm, thì bé chỉ biết ngồi thôi, bé cũng không có thể nào bé đi được. Rồi bữa nay anh Lý tới thăm anh có gửi cho 1 triệu nha, mua đồ ăn ăn nha. Rồi bây giờ con giống mày có tiền, giờ mình muốn mua cái gì nè, đầu tiên nè, mua gì? Mua thịt. Mua thịt. Rồi. Mắc quá mẹ. Rồi mua thịt rồi mua cái gì nữa? Nhiều lắm rồi, nhiêu đây rồi mua thịt không hết đâu. Không hết tiền, chưa hết tiền nữa, bây giờ còn tiền mình mua gì thêm nè? Sữa. Mua sữa. Nhẹ nhàng quá. Rồi mua cái gì nữa không? Không. Không ha, rồi như tiền mua thịt chứ mua sữa thôi ha. Không mua đồ mới hả? Mua đồ mới đi. Thôi bây giờ mình cất tiền đi nha. Cảm ơn Lý. Trời, tội nghiệp quá. Cảm ơn Lý đi. Em cảm ơn.
Thôi được rồi, vậy được rồi ha. Rồi thôi anh về nha, để bữa nào có đi ngang còn ghé vô thăm thì Dương nữa nha. Rồi, bye bye. Thu nghiệp quá. Thôi thôi, mấy chị về luôn nha. Dạ. Rồi, bye bye nha. Gửi cho cô Nhung luôn rồi nè. Rồi, gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi thôi em về luôn nha chị nha. Rồi rồi, chúc chị và anh với lại bé nhiều sức khỏe nha. Hôm nay đi trời mưa nhiều lắm mọi người ơi, nên là đường rất là trơn trượt. À, từ Lít ơi, chị em mình bắt ốp nha Lít. Bắt ốp về sầu lá cách nha Lít. Đi lá nhào. Quá trời cái đường rồi. Quá trời đường rồi. Rồi con về chú ơi. Dạ con về chú ơi. Dạ. Dạ. Đường đầu làng hôm nay đông vui. Rồi mưa quá mưa luôn cả nhà ơi. Rất là lớn nên là mình chở gạo, mình chở quà nên là mình phải đợi trời mưa mới được. Trong thời là nếu mà chở gạo chở quà thì trời mưa là gạo nó bị hư và không có thể mang tặng cho bà con được. Này mưa rất là to. Mưa quá, mưa quá. Mưa quá. Mấy nay cô khỏe không cô? Đỡ đỡ rồi ha, lúc này là cũng còn nổi một ngày một kia ha. Dạ. Bữa nay tới tụi con phát quà với phát gạo cho cô nha. Dạ. Trời mưa quá cô ơi. Dạ. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là mình đã kết thúc cái chuyến đi hành trình để mà phát quà cho bà con ở xã Trung Thành Đông, Vũng Liêm, Vĩnh Long hôm nay rồi nha mọi người. Thì thấy bà con nhận được những cái món quà thì bà con rất là vui, rất là mừng. Thì thật sự là trong lòng mình cũng thấy rất là vui. Tuy rất là cực nhưng mà mình rất là vui. Thì qua đây thì cũng cảm ơn chị Quỳnh cũng như là anh Minh cũng như là chị Tài rất là nhiều, đã luôn hỗ trợ những cái phần quà, cũng như là chị Tài đã hỗ trợ cái phần khẩu trang để cho bà con cái mùa dịch này để mà có khẩu trang để mà đi khi đi mình đi ra đường. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì cũng chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi cũng không quên cảm ơn các anh chị ở xã Trung Thành Đông, các cán bộ ở xã là chị Xuyên, chị Hậu cũng như là chị Nhiên, cũng như là tất cả các anh chị ở trong xã đã luôn nhiệt tình hỗ trợ để mà dẫn đường cũng như là chở những cái phần quà kịp thời đến cho bà con ở xã Trung Thành Đông nha. Thì cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc các anh chị thật là nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo về những cái hoàn cảnh khó khăn ở một địa phương khác, ở một cái xã khác và ở một ấp khác nha mọi người. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Hẹn mọi người vào một video tiếp theo nha. Rồi chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc của mình nha. Rồi bye bye tất cả mọi người.